Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cơ sở giới thiệu về hai chiếc tủ áo với chất liệu gỗ sồi nghe, hay tên chính thức mình sẽ gọi đó là gỗ tần bì, gỗ ép. Trước đây thì cơ sở đang có hai màu, một đó là màu tự nhiên và hai là màu cánh gián. Màu cánh gián này thì mình sẽ sơn theo cái kiểu đó là giống như gỗ xoan đào, dành cho các bác yêu thích những cái tông màu cánh gián mang một cái hơi hướng là hơi cứng cứng. Còn cái thứ hai đó là màu tự nhiên. Gỗ zin màu tự nhiên như nào thì sơn y như vậy. Đây là một cái màu dành cho các anh chị lớp trẻ thích những cái màu sắc tươi sáng trẻ trung. Trên đây thì cơ sở hoàn thiện chiếc tủ này với mức giá cực kỳ tốt luôn. Em xin báo luôn đó là hoàn thiện thì chỉ có 9 triệu một cái thôi. Một chiếc tủ mà với chất liệu gỗ tự nhiên 100%, mức giá tốt như này thì các anh chị không nên bỏ qua. Và đây là một cái dòng tủ mà phải nói rằng đó là một cái dòng tủ cơ sở bán rất rất nhiều. Vâng, có cái gì về sản phẩm này xin mời quý anh chị cùng đi đến chi tiết. Đây là chiếc tủ 1m8 x 2m, 4 cánh và được chia làm hai buồng. Với ngăn buồng bên phải, quý anh chị có thể xem đây là một ngăn buồng mà chúng ta có cây treo đồ, có tầng và có ngăn kéo âm. Ngăn kéo âm này thì để chúng ta để giấy tờ, một vài những cái thứ linh tinh lặt vặt. Ngăn kéo ngoài thì các anh chị đã thấy rồi, ngay từ bên ngoài luôn, để một số những cái vật dụng như là chăn ga, gối lệm. Nói chung là tùy nha, ở nhà mình có cái gì mình để cái đấy. Ở bên tay trái này sẽ là một cây treo đồ dài suốt từ trên xuống dưới. Ở dưới còn trống nhiều lắm, chúng ta có thể để vali, cặp sách hay là tùy quý anh chị, tại em không biết nhà quý anh chị có cái gì. Đó, như quý anh chị đang xem thì với thiết kế hai cánh này, hai buồng này thì hai buồng sẽ bằng nhau. Đó, bốn cánh bằng nhau. Thì chiếc tủ này về cơ bản các anh chị xem đó là tất cả các phần mặt tiền ngoài và bên hông này đó là gỗ tự nhiên. Đó là gỗ tự nhiên, mình xẻ ra là mình đóng luôn. Đó là gỗ tự nhiên 100%. Còn bên trong và phần sau hậu thì cơ sở dùng gỗ tự nhiên, gỗ ghép miếng như vậy và phủ vân. Mọi người có thể xem trên chiếc tầng này nhé. Đây ạ, đây là tầng gỗ ghép này. Đấy, đường ghép ở đây. Với chất liệu bên trong là gỗ cao su, còn mặt ngoài được phủ bằng gỗ sồi luôn. Cái lớp này là lớp gỗ luôn, không phải là lớp giấy dán các anh chị nhé. Và những cái tầng và những cái hậu này tất cả là gỗ tự nhiên ghép miếng, không sử dụng ván ép. Các anh chị lưu ý nhá. Cho nên chiếc tủ này quý anh chị dùng nước hay là ẩm vô tư, không sợ cái gì. Và chiếc tủ này nó có một cái gọi là một cái lịch sử bán hàng của Mộc Lam Huy, đó là đây là một chiếc tủ chưa bao giờ phải bảo hành. Có thể nói rằng đó là một cái điều mà cực kỳ ấn tượng, bởi vì cái chất lượng của nó rất tốt, giá rất là mềm. Cho nên đây là một cái dòng tủ, cũng lý do tại sao mà đây là một cái dòng tủ cơ sở bán nhiều nhất trên thị trường luôn. Đó, cả hai màu chỉ có 9 triệu thôi. Giá này thì cơ sở sẽ miễn phí vận chuyển cho mọi người trong phạm vi 30 cây và miễn phí công lắp đặt hoàn toàn 100%. Ngoài phạm vi 30 cây, quý anh chị lưu ý có thể hỗ trợ thêm cơ sở một chút chi phí để ghép xe vận chuyển. Tuy nhiên cái chi phí này thì nó cũng chẳng đáng bao nhiêu. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi video này. Một chiếc tủ rất hoàn hảo cho phòng ngủ, cho các sản phẩm quần áo của mình gọn gàng hơn, thơm tho sạch sẽ hơn và không gian nó cũng gọn gàng hơn rất là nhiều. Với mức giá mềm như này thì đây sẽ là một sự đầu tư cực kỳ hợp lý. Cảm ơn tất cả mọi người. Cơ sở xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.